đợt hè của từ năm lớp 11 đến năm 12 em ở nhà thì tình cờ mới có mở tivi ấy mới biết đến trinh phục kỳ thi thì em xem buổi đầu tiên ấy, là em thấy rất bất ngờ bởi vì là thầy đưa ra cách dạy mới ấy, mới mới và lạ à, qua trình phục kỳ thi thì em biết được là đâu là phần trọng tâm đâu là cần phần cần phải chú ý và đâu cần là phần phải tìm hiểu thêm ấy. thì xem những cái đấy thì có thể định hướng rõ ràng hơn các cái kiến thức nó liền mạch với nhau hơn không chỉ nó cung cấp kiến thức mà nó còn giúp mình đặc biệt là thư giãn lại đặc biệt mình có thêm một chút thư giãn gì đấy cho một ngày học cũng căng thẳng <laughs> khi mà em ôn thi đại học thì em cũng chưa qua từng qua một cái trung tâm ôn luyện nào mà em toàn hầu hết là em hầu là tự học học ở trên trường và tự học ở nhà có những lúc mà thắc mắc hoặc khó khăn thì em sẽ hỏi cô giáo chủ nhiệm của mình ấy, hoặc là xem những cái chương trình một số chương trình trên VTV đặc biệt là chương trình chinh phục kỳ thi để nếu mà học sử theo sách giáo khoa học sử theo những cái kiến thức trong sách thì nó khá là dài chinh phục kỳ thi giúp em khá là nhiều thầy hưởng định hướng chia các bài rất là rõ ràng theo thời gian thầy tức là xuyên suốt các cái sự kiện thành một cái chuỗi thời gian rất là logic thầy khá là ấn tượng với thầy dạy môn văn và những cái, cái, cái cách truyền đạt của thầy ạ thầy hòa văn thì có những cái câu bình rất là hay nữa thỉnh thoảng có thầy có những câu rất hay nhờ có những cái câu đấy mà em nghĩ bài em là điểm cao ạ Học hóa trên chinh phục kỳ thi cùng với thầy Trần Hoàng Phi ạ. Thì thầy trong các bài giảng thầy luôn đưa vào các phản ứng hóa học mà ở trên lớp điều kiện ở trường em thì chưa có điều kiện để thực hiện ạ. Giúp em minh họa các phản ứng dễ dàng hơn giúp em nhớ nó một cách sâu sắc hơn. Các thầy giáo ở trên chinh phục kỳ thi thì là cũng thường thường là dạy các cái ở các trường đại học khác nhau ấy. nên là đối dạy của thầy thì như các giảng viên đại học ạ. Nên là em cũng cảm thấy may mắn khi đã được học các thầy ạ. Nên bây giờ em có thể gọi là học được một cái cách nhanh nhất nhỉ? Trong kỳ thi trung học Thơ quốc gia năm 2017, môn hóa của em được 9,2 năm. Đây là điểm cao nhất trong số tất cả 3 môn toán lý hóa. Em nghĩ là sử em sẽ là môn cao nhất. Ờ, nhưng mà rất bất ngờ địa là môn cao nhất, địa được 8,75, anh được 8,4. Uh, tổng điểm là được 33,5 và em đỗ khoa uh, quan hệ công chúng chuyên ngành truyền thông marketing chất lượng cao. Theo tiêu chí của người Việt Nam mình thì chương trình kỳ thi đáp ứng đủ ba tiêu chí là ngon, bổ và rẻ bởi vì là vừa được miễn phí ạ và cái lượng kiến thức dạy thì các thầy dạy thì cũng tốt và các thầy dạy cũng tâm huyết Nên là mình cũng có thể tiếp thu được lượng kiến thức nhiều. Khi em xem các bài giảng của chương trình thì một trong những lý do mà em lựa chọn chương trình đó là thương hiệu VTV và sau khi xem xong chương trình thì em cảm thấy không hề thất vọng một chút nào. 16 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh VTV7. Hãy cùng VTV7 chinh phục kỳ thi. Còn bây giờ mời các em cùng theo dõi nội dung bài học hôm nay. Chào mừng các em đến với chương trình chinh phục kỳ thi trên kênh VTV7. Thì hôm nay thầy Nam sẽ dạy sang cái phần điện xoay chiều và là một cái phần tương đối khó. Đó là cái phần đồ thị tiệm cận. Thế thì về đồ thị thì chúng ta thường gặp nhất là đồ thị hình sin, xong đó thì đến đồ thị tiệm cận. Và đồ thị tiệm cận là các loại đồ thị khó hơn và nằm ở những cái bài mà nó có điểm cao hơn, khoảng từ trên 8,5 trở lên hoặc trên 9. Thì bài này là bài toán nâng cao cho nên là thầy mới tập trung vào phần đó. Đấy. Bài đầu tiên thầy sẽ nói về bài toán đồ thị điện xoay chiều khi điện trở R biến thiên. Thì cái mạch của chúng ta là mạch RLC hoặc là RLR nhỏ C. Thì chúng ta xét từng trường hợp một thì mạch RLC nối tiếp có R biến thiên. Thì khi mà R biến thiên thì chúng ta thường nghiên cứu cái sự biến đổi của công suất là chính. Cái đó là cái đại lượng mà hay nhất. Đấy. Thì chúng ta biết là cái mạch của chúng ta RLC như thế này ở đây chúng ta có biến trở R đúng không? Thì chúng ta sẽ có là Z là bằng căn của R bình cộng ZL trừ ZC tất cả bình. Cái này biết rồi. Và công suất P bằng U nhân Y nhân cốt phi. Và nó được tính bằng Y bình phương R bởi vì nó chính là công suất tiêu thụ trên R. Vì L và C không tiêu thụ công suất và nó bằng u bình phương nhân với r trên z bình phương, đúng chưa? Thì ở đây là chỉ có r biến thiên thôi. Thì ở đây các em biết là cái u này nó là không đổi, nhưng mà ở đây là r biến thiên và z này nó cũng biến thiên cho nên có nghĩa là cả tử và mẫu số nó đều biến thiên hết, đúng không? Thì chúng ta biến đổi một chút chúng ta thấy này này, z bình thì nó bỏ cái căn này đi cho nên chúng ta sẽ có p bằng u bình r ở đây r bình phương cộng zl thì zc tất cả bình phương. Xong các em chia cái r này xuống phía dưới nhá. Thì chúng ta sẽ có là u bình phương ở đây cộng với R bình phương chia R thì nó còn R đây Và chỗ này là sẽ là ZL trừ ZC tất cả bình phương trên R Thì đây là hai cái số hạng Và nó phụ thuộc vào R Thì trong quá trình R biến đổi thì chúng ta thấy như nào Chúng ta gọi cái biểu thức này nó là A cộng B đi Thì áp dụng bất đẳng thức cô thì chúng ta sẽ có A cộng B Lớn hơn hoặc bằng là hai lần căn AB Đúng không? Và dấu bằng này xảy ra khi mà A bằng B Thì ở đây coi như A, ở đây coi như B đi Thì chúng ta sẽ có ngay là gì? là cái mẫu số y này nó sẽ là bằng r cộng với zl trừ zc tất cả bình phương trên r thì nó lớn hơn bằng là hai lần cái này nhân với cái này nhưng mà khi nhân vào với nhau như vậy thì nó mất r đi cho nên chúng ta còn ở đây là trị tuyệt đối của zl trừ zc đúng không tóm lại là cái mẫu số này nó sẽ biến đổi nhưng giá trị nhỏ nhất của nó sẽ là hai lần zl trừ zc và nó đạt được cái giá trị nhỏ nhất này khi mà hai cái số hạng này bằng nhau đúng không và hai số hạng này bằng nhau thì các em rút ngay ra được là r lúc bây giờ nó sẽ bằng r0 và bằng trị tuyệt đối của zl trừ zc được chưa và dựa vào cái này thì chúng ta thấy là y min nó sẽ bằng là hai trị tuyệt đối của zl trừ zc tức là bằng hai lần r0 đấy y min đây và đạt được khi r bằng như thế này và nếu mà chúng ta vẽ cái hình dáng của cái y này tức là cái cái cụm mẫu số này thôi thì chúng ta thấy là khi mà khi mà r bằng r0 này cái trục r đây bằng r0 này thì cái y I min mean của nó là bằng 2r không? Còn khi r mà ra vô cùng thì cái y này nó cũng lên vô cùng bởi vì cái số hạng thứ nhất này nó lên vô cùng. Cái còn khi r này tới 0 thì cái số hạng này nó sẽ tới 0 nhưng mà cái mẫu này nó tới 0 trên cái số hạng thứ hai này nó lại lên vô cùng. Do đó mà các em phải nhìn được cái dạng biến đổi của cái mẫu số này là từ vô cùng xuống đến cái cực tiểu lên vô cùng, đúng không? Thế thì từ cái dạng biến đổi này thì chúng ta sẽ thấy được rất là nhiều thứ hay đấy nhá vì thầy nam sẽ không xa đà vào chuyện là khảo sát hàm số để đạo hàm vân vân vì làm kiểu như vậy kem sẽ không thể giải nhanh được mà chúng ta phải dựa vào hình dáng đồ thị để chúng ta xét đoán ở đây có một điều rất quan trọng mà thầy muốn nói tức là cái mẫu y này thì nó có một giá trị như này chúng ta giống ra đây thì chúng ta luôn tìm được hai giá trị của r là r 1 và r 2 khác nhau để cho y nó có cùng giá trị tức là cái mẫu số này nó cùng giá trị thì nó sẽ dẫn đến p nó sẽ có cùng giá trị thì để cho r bằng r1 và r, r bằng r2 này mà nó có cùng y thì các em sẽ có là thay r1 vào đây rồi thay r2 vào đây thì hai cái đó phải bằng nhau có nghĩa là chúng ta có r1 cộng với r0 bình trên r1 phải bằng r2 cộng r0 bình trên r2 r0 nó là cái này và từ đây chúng ta rút ra được cái mối quan hệ ở đây nó là r1 r2 bằng gì r0 bình tức là bằng zl trừ zc tất cả bình phương đây là cái mối quan hệ mà rất hay bị hỏi trong các cái đề thi đấy người ta mặc nhiên các em biết cái này rồi mặc dù là nó không phải sách giáo khoa nhưng mà các em nếu làm quen các em biết cái này rồi Thế bây giờ này chúng ta quay lại cái dạng của y như này Thì chúng ta có thể thấy là đây là P như này đúng không? Mẫu số Thì khi mẫu số bằng vô cùng thì P bằng 0 Đấy, Khi mà mẫu số bằng vô P bằng 0 Còn khi mẫu số mà cực tiểu Thì P nó sẽ cực đại Do đó mà nếu mà chúng ta soi vào Cái đồ thị này chúng ta có thể vẽ cái đồ thị của P Tức là công suất toàn mạch phụ thuộc R như sau Là lúc mà mẫu vô cùng thì là bằng 0 rồi nó sẽ tăng lên cực đại cái lúc mà r bằng r không ở đây và nó sẽ giảm xuống đây đúng chưa đấy và các em biết là cái p cực đại này thì chúng ta chỉ cần thay vào đây và chúng ta cho cái mẫu này nó bằng hai lần trị tuyệt đối của zl từ zc thì chúng ta sẽ thấy ngay là cái p max này khi r bằng r không thì chúng ta sẽ có p max bằng u bình trên 2 r không tức là bằng u bình trên 2 zl trừ zc lấy trị tuyệt đối đấy và ở đây nếu mà chúng ta từ một giá trị của p này chúng ta giống sang đây thì chúng ta có là cùng giá trị của P chúng ta tìm được hai cái R thì đây là R1 R2. Thì hai cái R1 R2 này nó lên đây nó cũng chính là phải cho cùng một giá trị của Y ở đây. Cho nên cái mối quan hệ của nó các em biết là R1 R2 nó sẽ bằng R0 bình và nó sẽ bằng là ZL từ ZC tất cả bình phương. Đây chính là điều mà thầy nhấn mạnh lúc nãy đúng không? Thì học cái toán đồ thị này á là nó hơi bị rối và nó tương đối khó. Cho nên là khi thầy trình bày như vậy các em có thể thấy hơi nhanh nhưng mà sau khi các em làm lại trình bày lại ra giấy nháp và các em có thể nhớ những cái kiến thức quan trọng ở đây thì lúc bây giờ mới làm được chứ đừng có hy vọng là học một cái là có thể nhớ ngay được vì đây là cái phần nâng cao. Bây giờ thầy cho một cái ví dụ minh họa nhé. Đặt điện áp xoay chiều có tần số 50 Hz lên hai đầu mạch RLC nối tiếp mà có C bằng 200 trên pi microfarad. Và giờ thay đổi đấy. Khi điện trở R bằng 30 Ω thì công suất toàn mạch đạt cực đại. Như vậy cái 30 Ω này nó chính là R0 đấy. Bây giờ tính L. Thì bây giờ như này P bằng P max khi R bằng R0 bằng trị đối của ZL trừ ZC Các em đồng ý chưa? Và lúc bây giờ ZC nó sẽ bằng là 1 trên omega C bằng 50 ohm Đấy, bởi vì ở đây omega là bằng 100 pi Mà C bằng 200 trên pi microfarad Thì chúng ta tính được cái này Đấy, mà ở đây là chúng ta sẽ có R0 bằng ZL trừ ZC Nó có hai trường hợp Là R0 bằng ZL trừ ZC trên ZL bằng R0 cộng ZC Thì suy ra ZL bằng 30 cộng 50 bằng 80 ohm Được chưa nào? Và từ đó thì chúng ta có ZL bằng omega L cho nên L bằng ZL trên omega bằng 0,8 trên pi Henry đấy và còn một trường hợp thứ hai nữa bởi vì ở đây là trị tuyệt đối thì chúng ta phá ra chúng ta có là ZC trừ ZL bằng R0 Cho nên từ đây là chúng ta có ZL bằng ZC trừ R0 tức là bằng 50 trừ 30 bằng 20 ohm và từ đây chúng ta sẽ có ngay ZL bằng omega L thì L bằng ZL trên omega thay cái ZL bằng 20 ohm vào đây tính được 0,2 trên pi Henry đấy thì đây là một cái bài mà không cần đồ thị gì hết có thể các em áp dụng luôn cũng được bây giờ đến bài đồ thị này chúng ta đặt một cái điện áp xoay chiều của u bằng 60v lên hai đầu mạch rlc nối tiếp có r thay đổi như vậy người ta cho điện áp toàn mạch rồi đúng không kết quả biến đổi công suất p theo r được mô tả trên đồ thị tính p mắc như vậy đồ thị người ta cho p như này và tính cái p mắc này nhưng ở đây người ta cho là từ p này giống ra có hai giá trị của r r1 d bằng 20 ohm và r2 bằng 60 ohm như vậy thì chúng ta phải dựa vào U bằng 60V, R1 bằng 20Ω, R2 bằng 60Ω để chúng ta tính cái Pmax này. Bây giờ như cái kiến thức thầy vừa trình bày thì các em biết là để đặt cái Pmax này thì cái R nó phải có cái giá trị là chỗ này là R0 đúng nào. Đấy là Pmax. Và cái mối quan hệ ở đây là gì? Mối quan hệ giữa là R1, R2 và R0 là R1 nhân R2 bằng R0 bình phương. Nó chính là ZL trừ ZC tất cả bình phương. Được chưa? Và ở đây P mắc thì nó bằng U bình phương trên 2R0 Tức là U bình phương trên 2 ZL trừ ZC Đây Thế thì ở đây chúng ta có R1 bằng 20 R2 bằng 60 rồi Thì chúng ta tính được cái R0 bằng căn R1 R2 Căn của 20 x 60 bằng 20 căn 3 Ôm Đấy Do đó mà chúng ta thay ngược trở lại đây Chúng ta thấy là P mắc của nó bằng U bình phương trên 2R0 Thì U bằng 60V đây biết rồi Và R0 ở đây biết rồi Đúng không Chúng ta tính ra được là bằng 60 bình phương trên 2 x 20 căn 3 Bằng 30 căn 3 đây là công suất cực đại. Đấy. Thì cái mạch RLC này có R biến đổi thì thực ra thầy có thể ra nhiều bài tập hơn nhưng mà không có nhiều thời gian, Khi thầy chuyển ra cái mạch nó phức tạp hơn nữa. Đó là chúng ta xét mạch R C nối tiếp có R biến thiên. Thì cái R này là cái biến trở trong mạch thì không nói những cái R nhỏ ở đây nó chính là điện trở trong của ống dây và cái bài toán mà ống dây có điện trở trong, ấy, điện trở nội ấy là rất là hay gặp. Đấy. Thì bây giờ ống dây bây giờ nó có điện trở trong cho nên nó có tiêu thụ điện năng cho nên nó có cái công suất ở trên ống dây và cái mạch điện bây giờ nó cũng tiêu thụ điện năng cho nên nó có cái công suất toàn mạch nhớ nhá công suất toàn mạch là công suất tiêu thụ trên điện trở r lớn và trên ống dây là r nhỏ đấy thì chúng ta gọi công suất toàn mạch là pm đi thì chúng ta vận dụng cái kiến thức lúc nãy chúng ta sẽ thấy là như này này đây là mạch điện đúng không đây là lr thì chúng ta thấy là tổng trở bây giờ z là bằng căn của r lớn cộng r nhỏ tất cả bình phương ở đây cộng z l trừ z tất cả bình phương và chúng ta có công suất toàn mạch thì vẫn là u y cốt phi thôi nhưng mà bây giờ khi tính ra nó sẽ bằng là u bình phương nhân với r lớn cộng r nhỏ trên z bình phương đúng chưa và ở đây chúng ta cũng rút ra được u bình phương ở đây r lớn cộng r nhỏ còn đây là z l trừ z tất cả bình phương trên r lớn cộng r nhỏ đúng chưa thế thì kem thấy là như thế này này bây giờ nếu chúng ta tính cái đại lượng là biến đổi ở đây là r lớn cộng r nhỏ đúng không thì cái lúc mà cái cái công suất toàn mạch cực đại ấy, thì chúng ta sẽ có cái r lớn cộng r nhỏ này thì nó sẽ bằng trị tuyệt đối của zl trừ zc mà r lớn cộng r nhỏ này thì nó bằng như vậy thì lúc bây giờ cái r lớn này nó sẽ bằng một giá trị thầy gọi là r không m lúc trước ký hiệu r không bởi vì nó không có r nhỏ nhưng bây giờ thầy ký hiệu r không m là là cái r lớn khi mà cái toàn mạch nó cực đại đấy nhá trên thầy kêu là r không m thì chúng ta có r không m cộng r nhỏ bằng như thế này đấy và cái công suất toàn mạch cực đại thì lúc bây giờ nó vẫn bằng u bình phương trên 2 thì số đa của zl trừ zc nhưng mà bây giờ nó sẽ bằng u bình phương trên 2 r 0 m cộng r nhỏ đấy là công suất toàn mạch được chưa nào và nếu chúng ta vẽ đồ thị mà theo cái giá trị của trục hoành ở đây là r lớn cộng r nhỏ và đây là công suất toàn mạch thì chúng ta sẽ có một cái đồ thị y hệt lúc nãy luôn từ đây lên như này rồi xuống đây mà cái giá trị từ đây gióng xuống thì nó vẫn là bằng là ZL trừ ZC lấy trị tuyệt đối Nhưng ở đây có một cái điểm khác là do cái trục hoành nó là R lớn cộng R nhỏ Cho nên là nó không xuất phát được từ điểm không đâu Mà bởi vì là khi R lớn bằng không thì cái tổng này nó vẫn bằng R nhỏ Cho nên là cái đồ thị này nó chỉ xuất phát từ cái điểm mà R nhỏ đây Từ điểm này lên thôi Thế còn cái phần chấm chấm đây là không có Bởi vì cái R nhỏ nó khác không Hiểu chưa nào? Và ở đây nếu như các em lấy một cái giá trị P từ đây các em gióng ra đừng có lấy p chỗ này bởi vì chỗ này nó sẽ không cái chấm chấm này không tính mà từ đây giống ra thì các em ra thấy luôn là có hai giá trị của r thì đây nó sẽ là cái giá trị lúc nãy là r lớn một và đây là giá trị r lớn hai thì bây giờ nó chúng ta ứng với ở đây giá trị ở đây sẽ là r lớn một m cộng r nhỏ và chỗ này là chúng ta có r lớn hai m cộng r nhỏ bởi vì cái trục này là r lớn cộng r nhỏ được chưa thì chúng ta cũng sẽ có mối quan hệ là cái này nhân với cái này thì bằng cái này bình phương đấy đương nhiên chúng ta sẽ có như vậy r lớn một m cộng r nhỏ nhân với r lớn 2m cộng r nhỏ thì bằng r lớn không m cộng r nhỏ cái này nó chính là cái zl trừ zc thì tuyệt đối này đấy và tất cả bình phương cho nên nó bằng zl trừ zc tất cả bình phương được chưa và như vậy thì cái chỗ này là có một cái điểm rất đặc biệt là cái điểm không ở chỗ này thì các em thấy không khi mà cái thanh ngang này nó hạ xuống đến cái điểm này mút này thì cái chỗ này là r lớn bằng không trên chúng ta có r 1 m này nó sẽ về không đúng không thì r lớn 2 m này nó sẽ hạ xuống đây và chỗ này chúng ta có cái r ta gọi nó là r tới hạn như vậy thì khi mà hạ xuống đây thì chúng ta cho cái này bằng 0 thì cái R2M bằng R tới hạn chúng ta sẽ có R nhân với R tới hạn cộng R nhỏ thì bằng R0M cộng R tất cả bình phương mà bằng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Đấy. Cái này hơi phức tạp. Các em phải xem chậm một chút và có thể các em phải ghi ra vở thật cẩn thận rồi suy nghĩ thêm nhé. Thầy không thể nói nhiều hơn được. Thế thì bây giờ như này. Cái đồ thị vừa rồi thì chúng ta có công suất toàn mạch nó phụ thuộc vào R lớn cộng R nhỏ, đúng không? Nhưng mà nếu bài toán chỉ cho chúng ta là phụ thuộc vào r lớn thì chúng ta làm sao? Thì chúng ta dịch cái đồ thị đi thôi. Đây là cái phụ thuộc r lớn cộng r nhỏ đúng không? Và các giá trị này là đều là các giá trị tương ứng của r lớn cộng r nhỏ. Và đồ thị bắt đầu từ cái chỗ r nhỏ. Và ở đây thì thầy lưu ý với các bạn là các mối quan hệ mà các em đã nắm được rồi, tức là trên cái đồ thị này thì chúng ta sẽ có r không m cộng r nhỏ là cái điểm này thì nó sẽ bằng rất là được c thì tuyệt đối được chưa? Và cái mối quan hệ giữa r1m cộng r nhỏ với r2m cộng r nhỏ chỗ này thì nó sẽ là nhân với nhau thành là ZL trừ ZC tất cả bình phương, được chưa? Và ở đây thì tại cái điểm tới hạn này là cái đầu mút của cái đồ thị này này. Thì chúng ta có là R nhỏ nhân với R tới hạn cộng R nhỏ bằng ZL trừ ZC tất cả bình phương. Bây giờ nếu mà chúng ta chỉ biểu diễn nó theo R lớn thôi thì sao? Thì chúng ta dịch cái cái đồ thị này sang bên trái một đoạn đúng bằng R nhỏ. Cái phép rời cái đồ thị này các em biết ở trong phần toán thì chúng ta có cái đồ thị như thế này. Và cái trục này bây giờ là R lớn, đúng không? Và chỗ này thay vì R nhỏ thì bây giờ nó thành là 0 Chỗ này thay vì là R Chỗ này R không M cộng R nhỏ thì bây giờ nó là R không M Được chưa các bạn Đấy Và cái chỗ này Thì thay vì bây giờ nó là Lúc trước nó là R 1 M cộng R nhỏ thì bây giờ là R 1 M Và chỗ này sẽ là R 2 M Mà bỏ R nhỏ đi Đúng không Thì cái R không M này thì nó sẽ bằng là l trừ c trừ R Chúng ta rút từ cái này ra thôi nhé Chúng ta rút từ cái này ra Chúng ta có R không m cái chỗ này là phải nhớ cái đồ thị nó như thế Thế còn cái chỗ này là R1M và R2M Thì cái mối quan hệ y nguyên ở đây chúng ta không rút ra được Bởi vì là cái R nó nằm hơi phức tạp Thì chúng ta vẫn có là R1M cộng R nhỏ nhân R2M cộng R nhỏ bằng rất là đến xe tất cả bình phương Đúng không? Thế còn từ đây là R nhỏ bằng 0 ở đây Còn chỗ đây là R, R lớn bằng 0 ở đây nhé Còn chỗ này R lớn là bằng R tới hạn Thì chúng ta vẫn có là R tới hạn ở đây chúng ta rút ra từ cái biểu thức này chúng ta rút ra r tới hạn bằng zl trừ zc tất cả bình phương trên r nhỏ mà trừ đi r nhỏ như vậy thì mặc dù chúng ta đọc số liệu trên cái đồ thị này nhưng mà đầu óc chúng ta phải liên tưởng tới cái đồ thị này còn nếu không có mối liên kết thì chắc chắn là sẽ không bao giờ làm được đâu đấy cho nên là cái bài này nó phức tạp là ở cái điểm như vậy bây giờ ta vào một cái bài là đặt điện áp xoay chiều của u bằng 90 v lên hai đầu mạch gồm một tụ điện một cuộn dây và một biến trở thuần có điện trở r mắc nối tiếp Người ta nói cuộn dây này thì các em phải mặc nhiên coi nó có điện trở nhé. Kết quả phụ thuộc của công suất toàn mạch P theo biến trở R lớn được mô tả trên đồ thị này, tính P max. Như vậy là cái đồ thị này là ứng với cái trường hợp mà ống dây có điện trở nội bởi vì cái xuất phát điểm của nó không phải tại gốc tọa độ mà nó tại điểm này, đúng không các em? Và nhìn vào đây các em sẽ thấy cái gì? Là nó đạt cực đại tại chỗ này thì chỗ này là 20 mà trục này là trục R lớn như vậy chỗ này nó chính là R0m tức là chỗ mà r lớn có giá trị để cho p cực đại thế còn cái chỗ này khi mà nó hạ xuống đây là bằng không thì giao ra bên này thì nó chính là r tới hạn bằng là 50 ohm được chưa thế còn nếu như mà từ cái điểm bất kỳ chúng ta giống ra thì chúng ta có hai cái vị trí này là r 1 và r 2 m đúng không thì chúng ta sẽ có mối quan hệ là r 1 m cộng r nhỏ nhân r 2 m cộng r nhỏ bằng r 0 m cộng r nhỏ tất cả bình phương đấy và khi mà r 1 m này bằng 0 thì r 2 m này đúng bằng r tới hạn là bằng 50 đúng chưa? Chính chúng ta thay số và chúng ta có r nhỏ này nhân r tới hạn cộng r nhỏ này bằng r không m cộng r nhỏ tất cả bình phương thì ở đây chúng ta đã có r tới hạn bằng 50 rồi còn r không m này là cực đại chỗ này bằng 20 chúng ta thay số vào thì chúng ta sẽ tính được là cái r nhỏ bằng 40 ohm đấy và r nhỏ bằng 40 ohm thì bây giờ chúng ta sẽ tính cái công suất toàn mạch cho p max nó sẽ bằng u bình phương trên 2 r không m cộng r nhỏ thì u này có rồi 90 v rồi r không m ở đây tính được rồi đúng không à, đã có đây là bằng à, 20 rồi và r nhỏ này tính là bằng 40 thay số vào thì chúng ta được là 67,5 W. Đấy. Thì cái cái số liệu được cho trên đồ thị nhưng mà khi hỏi họ sẽ hỏi các cái giá trị như thế này. Bây giờ ta tính thêm một bài nữa nhé. Đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu mạch gồm một tụ điện, một cuộn dây có điện trở nội bằng 30 Ω và một biến trở thuần có điện trở R lớn mắc nối tiếp. Đấy. Cuộn dây được có điện trở nội, kết quả sự phụ thuộc của công suất toàn mạch theo P theo biến trở R được mô tả trên đồ thị, tính rX À, như vậy người ta không hỏi các em là là cái công suất cực đại mà người ta hỏi Rx. Thì nhìn từ đây ra thì các em thấy nghe Rx nó chính là R tới hạn đấy, đúng không? Như vậy cái đồ thị này cho chúng ta là cái gì nào? R nhỏ bằng 30 ôm này, đúng không? Cho chúng ta là cái R không m ở đây, toàn mạch bằng 30 ôm nữa, Mà bắt chúng ta tính Rx. Thì chúng ta dựa vào những cái mối quan hệ ở cái đồ thị mà cái trục này nó là R lớn cộng R nhỏ nhé. Thì chúng ta sẽ biết. Ở đây là viết cho cái r tới hạn này thì chúng ta có r nhỏ nhân r tới hạn cộng r nhỏ thì bằng r không m cộng r nhỏ tất cả bình phương đúng chưa ở đây r nhỏ biết rồi đấy 30 ôm rồi thì chúng ta có 30 nhân với rx cộng 30 thì bằng 30 cộng 30 tất cả bình phương thì từ đây chúng ta tính được rx bằng 90 ôm như vậy là cái bài toán có vẻ khá là phức tạp nhưng mà khi tính ra rất nhanh nhưng mà tính ra nhanh như vậy nhưng mà trong phòng thi chưa chắc đã tính ra nhanh bởi vì lúc bây giờ có thể các em đã quên hết các mối quan hệ này rồi và các em sẽ phải lần lại các em sẽ phải lần lại ở trong đầu mình hoặc trên giấy nháp thì nó sẽ mất thì giờ. Một bài nữa. Đặt điện áp xoay chiều có U bằng 200V lên hai đầu mạch gồm cuộn dây tụ điện và biến trở thuần R mắc nối tiếp. Thay đổi R lớn thì công suất toàn mạch phụ thuộc R lớn như trên hộ đồ thị tìm P mắc. Đây. Thì nhìn vào đồ thị này các em thấy cái gì? Thứ nhất là cái công suất tới hạn lại là bằng 400 w P lúc tới hạn và cái R tới hạn ở đây là bằng 60 60 ohm được chưa nào? Và ở đây bài toán cho U bằng 200V Bây giờ tìm P max như thế nào? Thì chúng ta thấy như này này Cái P max là bằng U bình phương trên 2 Thì tuyệt đối của ZL trừ ZC Cái này biết rồi Và ở đây là tại cái R tới hạn này Chúng ta có mối quan hệ là R Nhân R tới hạn cộng R nhỏ bằng ZL trừ ZC tất cả bình phương Cái này nói mấy lần rồi đúng không? Thì chúng ta đã có là R tới hạn ở đây là bằng 60 Đúng chưa nào? Thì ở đây chúng ta sẽ có cái này này R này 60 cộng R nhỏ bằng ZL trừ ZC tất cả bình phương Thì chúng ta có P tới hạn Thì chúng ta chỉ việc là Chúng ta chỉ việc thay những cái này vào thôi Chúng ta thay cái chỗ ZL trừ ZC ở trong cái Z ấy, Là thành cái R nhân 60 cộng R nhỏ Thì chúng ta sẽ có P tới hạn bằng U bình phương R nhỏ Trên R bình phương cộng ZL trừ ZC tất cả bình phương Đấy là P tới hạn Và để tính P tới hạn này thì chúng ta Ở đây chúng ta có P tới hạn bằng 400 Đúng không? Mà chúng ta sẽ có là ở đây ZL từ ZC tất cả bình phương là thay cái này vào nữa đúng không thì chúng ta có cái phương trình này kem biến đổi trên dây nháp ra chúng ta sẽ tính được R nhỏ bằng 20 ohm 20 ohm thì chúng ta thay ngược trở lại đấy thay ngược trở lại đây thì chúng ta tính được ZL từ ZC bình phương này R nhỏ biết rồi U này là bằng 200V chúng ta thay ngược trở lại chúng ta sẽ tính được là ZL từ ZC bằng 40 và ở đây chúng ta sẽ tính được P max nó sẽ là bằng 500W Bây giờ ta xem tiếp một chút về phần lý thuyết nhé Quay lại này Bây giờ đây là công suất mạch PM Mà nó phụ thuộc vào R lớn cộng R nhỏ như thế này Đúng chưa Và nó bắt đầu từ R nhỏ có cái chỗ chấm chấm này không có Và khi chúng ta chuyển sang cái đồ thị giữa là P so với lại R lớn không Thì nó như thế này Và R lớn nó sẽ xuất phát điểm từ đây Nó đạt cực đại tại chỗ là R0M đây Và chỗ này là R tới H được chưa Cái này các em biết rồi Nhưng mà ở đây có một cái vấn đề như này các em ạ Cái đồ thị này thì thầy đang cố tình cho cái R nhỏ này nó nhỏ hơn cái trị tuyệt đối của zL trừ zC. Cho nên là khi mà cái R lớn nó thay đổi từ không trở lên thì cái tổng R lớn cộng R nhỏ nó bắt đầu từ chỗ này thì một lúc sau nó mới đi qua cái điểm trị tuyệt đối của zL trừ zC cho nên đồ thị nó từ đây nó lên cực đại và nó xuống. Như vậy đồ thị này nó có cực trị đúng không? Nó có cực trị. Nhưng mà nếu trong trường hợp mà R nhỏ nó lại lớn hơn cái trị tuyệt đối của zL trừ zC thì sao? Thì cái R nhỏ nó sẽ nằm trong bên này. Đúng không? Nó nằm trong bên này. Và lúc bây giờ cái đồ thị của chúng ta như thế này này là cái ZLC nằm ở bên bên trái còn cái R nhỏ nằm bên này và đồ thị thực tế nó chỉ có cái phần đi xuống này thôi chỉ có cái phần nghịch biến này thôi chứ đồ thị này hoàn toàn không không đặt cực trị đúng không và trong trường hợp này thì chúng ta không bao giờ tìm được hai giá trị của cái R để cho cùng một cùng một cái công suất này đấy do đó mà cái đồ thị thực tế phụ thuộc vào R lớn nó là một đường đơn điệu giảm như thế này chứ nó không có cực đại bởi vì nó bắt đầu từ đây được chưa và cái này nếu mà dựa vào đây để mà tạo mấy câu hỏi thì cũng hay phết đấy rất là hay Đấy, đồ thị nó sẽ đơn điệu giảm Đây ví dụ Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu mạch điện gồm một cuộn cảm tu điện và biến trở thuần R mắc nối tiếp Cho cảm kháng bằng 40 ôm và dung kháng bằng 100 ohm chẳng Sự phụ thuộc của công suất toàn mạch vào giá trị R lớn của biến trở được mô tả như trên hình vẽ Điện trở nội R nhỏ của ống dây có thể nhận giá trị nào dưới đây Đấy, thì cho bốn giá trị này Bài này phải cho giá trị trước nhé Để mà các em chọn Thì các em nhìn thấy cái đồ thị này thì R nhỏ buộc phải lớn hơn ZL trừ ZC mà ở đây ZL trừ ZC thì bài toán cho là bằng 100 trừ 40 bằng 60 ôm Như vậy R nhỏ chỉ có thể nhận giá trị bằng 90 ôm thôi Như vậy bài này biết thì suy luận khá nhanh Nhưng mà nếu không biết thì cái bài này cũng đau đầu như góc phết đấy Chứ không phải đơn giản Đấy Bây giờ chúng ta sang cái phần tiếp theo Nãy giờ là chúng ta tính cái công suất toàn mạch Bao gồm cả công suất trên điện trở R lớn Cũng như là công suất trên ống dây vì nó có điện trở R nhỏ Nhưng mà cái dạng mạch R lớn, L lớn, R nhỏ, C này có thể người ta lại hỏi riêng cái công suất trên cái cái biến trở R lớn thôi. Bởi vì cái công suất đó nó mới có ích, chứ còn cái công suất trên ống dây thường là nó tỏa nhiệt và nó vô ích. Đấy. Thì người ta hỏi công suất PR trên R lớn. Đấy. Thì chúng ta thấy cái mạch như thế này, đúng không? Và chúng ta có là Z bằng là căn của R lớn cộng R nhỏ bình phương cộng ZL đến C bình phương, cái này biết rồi. Đấy. Và PR thì bằng Y bình phương R nhỏ, R lớn. Cái này là lúc nào cũng đúng để tính công suất trên một điện trở y bình phương r thì lúc nào cũng đúng mà y này là là cái cường độ dòng điện hiệu dụng và nó bằng u bình phương r trên z bình phương thế ở đây chúng ta đưa cái z vào chúng ta đưa cái z bình phương vào nhé xong đó thì chúng ta chia r xuống dưới thì cái này các em tự biến đổi thì nó ra một cái biểu thức là như thế này pr nó bằng u bình phương ở dưới này chúng ta có r lớn này cộng với r nhỏ bình cộng z l thì rất, rất rất cả bình phương trên r lớn này và nó cộng với 2 r nhỏ ở đây thì bây giờ cái chỗ này thầy tô vàng tức là chúng ta xét riêng cái chỗ này ra thì chúng ta thấy là cái cụm này ấy, thì chúng ta áp dụng bất đẳng thức cosi vào giống như là lúc trước chúng ta làm thì nó sẽ lớn hơn bằng hai căn ab tức là hai lần căn của cái r này nhân với cái cụm này thì cái r này nó sẽ rút gọn cho nhau cho nên cuối cùng nó lớn hơn bằng là hai căn của r nhỏ bình phương cộng zl trừ zc tất cả bình phương đúng không và cái cụm này nó sẽ đạt giá trị cực tiểu bằng thế này khi nào khi là cái r này nó sẽ bằng một giá trị là r không r Lúc nãy thầy viết là r không m là tính cho toàn mạch nhưng R0R là để cho cái công suất trên R này nó cực đại thì là R0R. Thì lúc mà R0R nó bằng căn của R nhỏ bình phương cộng ZL thì ZC tất cả bình phương thì nó sẽ đạt được cái này. Tại sao chúng ta biết như vậy? Bởi vì chúng ta cho cái số hạng này bằng số hạng này rút ra cái này, đúng không? Và tóm lại là cái mẫu số này nó sẽ là y lớn thì y lớn này nó sẽ lớn hơn bằng cái giá trị là gì? Là bằng 2R0R chính là hai cái này này mà cộng với 2R nhỏ y lớn này lớn nó bằng 2 r nhỏ cộng 2 r không r và dấu bằng này xảy ra khi r nó sẽ bằng r không r bằng cái này được chưa và lúc bây giờ thì các em thấy không cái mẫu này nó sẽ đạt cực tiểu ở chỗ này cho nên là cái chúng r bằng r không r này thì cái mẫu nó đạt cực tiểu còn trong các trường hợp là khi r tới vô cùng hay r tới không thì cái mẫu này nó đều đi lên vô hạn hết như vậy chúng ta cũng sử dụng cái phương pháp là đoán nhận cái hình dáng đồ thị thôi chứ chúng ta không khảo sát hàm số Tiểu kiểu đạo hàm vân vân vì cái đó rất đầu đầu nhé Đấy. Từ cái này chúng ta rút ra được, được hình dáng này, được chưa? Và ở đây chúng ta cũng thấy là cùng một giá trị của y chúng ta kéo ra đây thì chúng ta sẽ tìm được hai giá trị của r r 1 r và r 2 r. Đấy, thì quan hệ của r 1 r r 2 r như thế nào thì rất đơn giản thôi. Chúng ta cho r 1 vào đây. Rồi chúng ta cho r 2 vào đây thì hai cái đó bằng nhau, đúng không? Chúng ta có mối quan hệ là r 1 r cộng r 0 r bình phương lên r 1 r bằng r 2 r cộng r 0 r bình phương lên r 2 r. Đấy. Và từ đây rút ra được cái mối quan hệ R1 R nhân R2 b R bằng R0 R bình phương. Thì đây là cái mối quan hệ là bắt đầu tương đối là là khó nhớ rồi đấy. đấy. Thì nhìn cái đồ thị này thì chúng ta có cái này. Bây giờ chúng ta xét PR nào. Thì chúng ta biết PR là bằng cái này. Thì cái công thức này chúng ta vừa chúng ta vừa biến đổi ra đúng không? Thì lúc bây giờ cái R0R thì nó bằng như thế này. Là cái chỗ mà cái mẫu số này nó đặt cực tiểu. Và chúng ta có cái đồ thị là gì? Thì cái mẫu số bằng vô cùng thì cái công suất trên R bằng 0. Khi cái uh, mẫu số bằng cực tiểu thì cái công suất đặt cực đại ở đây. Và khi mà cái mẫu số này ra vô cùng thì đây lại tiệm cận về không Và cái dạng PR này thì nó khá là đẹp, nó khá là đơn giản, đúng không? Đấy. Và bây giờ thì từ cái đây chúng ta có ngày PR mắc. PR mắc thì cái cụm này nó sẽ bằng 2 lần R0R. Thì R, chúng ta sẽ có bằng U bình phương lên 2R nhỏ cũng 2 lần R0R. R để tính được nhá và nếu từ đây chúng ta giống ra thì chúng ta sẽ có hai giá trị của R R1R và R2R đây Thì chúng ta cũng có mối quan hệ là R1R nhân R2R bằng R0R tất cả bình phương Có nghĩa là bằng R nhỏ bình phương cộng 2 ZL thì ZC tất cả bình phương Đấy. Thì nó cũng khá là phức tạp đúng không Bây giờ để nhớ được cái đó thì các em phải tự biến đổi thôi Và thầy cũng nói luôn là những bạn mà chỉ muốn điểm từ 9 trở xuống thì đừng go đừng có xa đà vào phần này quá nhé đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch gồm biến trở thuần R lớn tụ C và một cuộn dây mắc nối tiếp cho cảm kháng ZL bằng 50 ohm dung kháng ZC bằng 20 ohm điều chỉnh R lớn để công suất toàn mạch cực đại từ giá trị này của biến trở để công suất trên biến trở cực đại thì cần tăng R thêm 10 ohm nữa Đấy. tính điện trở nội của cuộn dây bài này không cần phải vẽ đồ thị gì hết chúng ta chỉ tính thôi là P toàn mạch mắc khi nào khi mà r nó bằng r không m và nó bằng tuyệt đối của zl trừ zc trừ r nhỏ đúng không và nó bằng 30 trừ r nhỏ thì cái này là cái ở cái phần 1 đấy là tính công suất toàn mạch thế còn khi pr mắc tức là công suất trên biến trở mắc khi nào thì nó sẽ bằng là r không r thì bằng căn của r nhỏ bình phương cộng zl đến zc tất cả bình phương và nó sẽ bằng căn của r nhỏ bình phương cộng 30 bình phương cái 30 này là nhờ các cái con số đã cho đây đúng chưa thì theo bài ra thì phải tăng thêm 10 ôm nữa đúng không cho nên chúng ta sẽ có là cái này và tăng thêm 10 ôm nữa ra cái này. Cho nên chúng ta có phương trình là 30 R cộng 10. Đúng không? Thì ở đây bằng R nhỏ cộng 30 bình phương. Tức là 30 trừ R cái chỗ này này. Ở chỗ này này. Mà cộng thêm 10 ôm nữa thì nó ra cái này. Ra cái này. Và bây giờ chúng ta bình phương lên chúng ta giải cái phương trình bậc hai Chúng ta tính là được R nhỏ bằng 8,75 ôm. Và đây chính là đáp án của cái bài mà chúng ta cần tìm. Bài này đặt điện áp xoay chiều có U bằng 120V Tức là điện áp hiệu dụng toàn mạch Vào hai đầu mạch điện gồm một cái cuộn cảm một tụ điện và biến trở thuần R mắc nối tiếp Sự phụ thuộc của công suất PR trên biến trở vào giá trị R lớn của biến trở được mô tả như hình vẽ Tính điện trở nội R của ống dây Thì đây là cái đồ thị nó rất là rất là đẹp như thế này đúng chưa Và chúng ta thấy P mắc ở đây trên ống dây là bằng 180W Và nó đạt được khi mà cái R lớn này bằng 30 ohm. Thế bây giờ làm sao tính được R nhỏ thì chúng ta biết là như này, này. PR ấy là bằng U bình phương mà chia cho R L lớn đây cộng với R nhỏ bình phương cộng rất lớn đến tất cả bình phương trên R lớn mà cộng với 2R nhỏ. Cái này biết rồi, đúng không? Thì ở đây PR max đạt được khi mà cái cụm này nó bằng 2R nhỏ à 2R nhỏ cộng với 2R không R. Đây này. Được chưa? Và cái R không R ở đây là bằng 30 ohm. Đúng chưa nào? Cái P max ở đây là bằng 180. Cái U bình phương ở đây thì U bằng 120V. Chúng ta thay vào chúng ta sẽ có 180 đây bằng 120 bình phương trên 2r nhỏ cộng 2 nhân 30 thì giải ra được r nhỏ bằng 10 ôm thôi và bài này thì không có gì khó cả tất nhiên là cái phần này có thể chế ra những cái câu hỏi cực kỳ hay và cực kỳ phức tạp nhưng mà ở đây là ở trên truyền hình và thầy không thể nào mà dạy quá chi tiết vào những cái chỗ này được thì các em tìm hiểu thêm vào các cái sách và thầy hy vọng là cái nội dung này thì nó nó vừa đủ cho các em có thể thi được tốt còn nếu quá xa đà vào những cái dạng toán cao hoặc là phức tạp như này thì đôi khi nó lại có hại chứ không có lợi trong mục tiếp theo thì thầy sẽ nói về bài toán đồ thị trong mạch điện xoay chiều quanh cái điểm cộng hưởng mà khi ZL và ZC biến thiên. Thì ở đây là ZL biến thiên là do L biến thiên và ZC biến thiên là do do C biến thiên. Nhưng mà chúng ta xét quanh cái điểm cộng hưởng thôi bởi vì các cái bài toán này là tương đối phức tạp. Thế bây giờ như này. Mạch RLC nối tiếp thì chúng ta có cái kiến thức cơ bản của nó là gì? ZL là bằng omega L. Và ZC là 1 trên omega C. Và trong cái dạng toán này thì để cho ZL biến thiên mà ZC không biến thiên hoặc ngược lại ZC biến thiên ZL không biến thiên thì omega không được thay đổi mà chỉ có L hoặc C thay đổi thôi, được chưa? Thì chúng ta có Z bằng căn của R bình cộng ZL đến ZC tất cả bình. Đấy. Và ở đây vì là chỉ có ZL hoặc ZC thay đổi thôi, cho nên chúng ta có biểu thức Y là bằng U trên Z thì cái Z là nó sẽ thay đổi, đúng chưa? Hay chúng ta có UR là bằng Y nhân R thì nó sẽ bằng là U nhân R trên Z thì R này không thay đổi chứ là cũng chỉ có cái Z ở mẫu thay đổi đúng chưa? Hay là chúng ta có UC thì bằng Y nhân ZC thì bằng U nhân ZC trên Z thì cái này hơi đặc biệt một chút là trong trường hợp mà ZL thay đổi mà ZC không đổi thì chúng ta cũng sẽ có cái tử không đổi nhưng cái mẫu Z là thay đổi đấy hoặc là chúng ta có UL bằng Y nhân ZL thì bằng U nhân ZL trên Z thì trong trường hợp mà ZL lại không đổi mà chỉ có ZC thay đổi thì chúng ta cũng có cái trường hợp là cái từ số này không đổi mà chỉ có cái mẫu là Z thay đổi thôi được chưa nào? Và ở đây phải rất lưu ý. Thế còn trường hợp nữa là cốt phi là hệ số công suất. Thì chúng ta sẽ có là R lớn trên Z. Thì cái tử số cũng không đổi mà chỉ có cái Z thay đổi. Đúng không? Đấy. Và ở đây thì chúng ta sẽ có một cái lưu ý nữa là cái công suất P bằng Y bình phương R. Hay là u i cốt phi đấy. Thì nó bằng U bình phương nhân R trên Z bình phương. Như vậy nhìn 6 cái biểu thức này của 6 đại lượng thì chúng ta thấy là cái tử số đều không đổi. Còn cái mẫu số của nó đều là Z Và riêng trường hợp này là Z bình phương Do đó mà nếu mà chỉ cái mẫu số thay đổi Thì chúng ta có dạng hàm số kiểu như là Y tỷ lệ với 1 trên X hoặc là 1 trên X bình phương Thì như vậy 6 cái hàm số này Chúng ta dựa vào sự biến đổi của Z ở mẫu Thì chúng ta đều suy ra là chúng có cái dạng biến đổi phụ thuộc Z là Y hệt nhau Và do đó nó phụ thuộc ZL và ZC Y hệt nhau các cái bài toán đồ thị này nhiều thầy dạy theo cái cách là đưa cái biểu thức của đồ thị của của của, của, của hàm số ra, xong đạo hàm tính cực trị và cái cách làm như vậy chắc không ổn vì không đủ thời gian. Mà thầy dạy một cách khác tức là xét đoán được hình dáng của đồ thị thì nó nhanh và hiệu quả hơn rất nhiều. Thì các em nhớ cho thầy 6 cái này. Chỉ cần lưu ý là cái lúc xét UC thì ZC không được đổi mà chỉ có ZL đổi. Còn lúc xét UL thì ZL không được đổi mà chỉ có ZC đổi. Thì lúc bây giờ 6 cái đồ thị này nó sẽ biến đổi theo Z và giống hệt nhau luôn, được chưa nào? Bây giờ chúng ta xét trường hợp đầu tiên là ZL biến thiên mà do l biến thiên thì chúng ta sẽ có ngay là z bằng như này thì cũng biết rồi và nếu chúng ta đưa bình phương ra thì vì ở đây z l biến thiên cho nên chúng ta coi l làm biến thì chúng ta có z bằng căn của z l bình trừ hai lần z c z l và cộng với r bình phương cộng z c bình thì đây là một cái tam thức bậc hai mà biến của nó là z l đúng chưa Đấy. Thì chúng ta thấy là cái đồ thị của z mà phụ thuộc vào z l này như nào thì cái parabol này là một cái parabol nó quay lên đúng không? Cho nên là cái căn của nó cũng sẽ là một cái hình kiểu parabol quay lên như thế này Nó kiểu như thế này này Nhưng mà vì cái ZL này nó chỉ dương Chứ cái nửa mà cái phía mà Z âm mình chúng ta bỏ đi Những cái đồ thị này nó chỉ như thế này thôi Và nó đạt cực tiểu ở chỗ này Thế cái điểm cực tiểu này là điểm nào? Là lúc mà ZL bằng trừ B trên 2A Tức là trừ lần âm 2ZC mà trên 2 như vậy cái điểm cực tiểu này sẽ rất là nó đúng, đúng bằng ZC luôn mà cái điểm này nó là điểm cộng hưởng, đúng không? Ở đây là ZC không đổi chỉ với ZL thay đổi. Và cái lúc này cộng hưởng thì cái Z này nó đúng bằng R luôn. Đúng không? Thế còn cái chỗ giao với cái trục tung này là trục Z thì chúng ta chỉ việc cho ZL bằng không Cho ZL bằng không thì chúng ta thấy Z ở đây nó sẽ bằng căn của R bình cộng ZC bình. Cho nên cái chỗ này nó như này. Tóm lại từ cái này chúng ta suy ra được hình dáng của Z và Z này là mẫu số. Cho nên là trong 6 cái đại lượng lúc nãy thầy nói ấy, thì chúng ta lưu ý nhé là lúc bây giờ cái chỗ này là ZL nó bằng zl không là bằng ZC này là cộng hưởng này thì lúc bây giờ chúng ta xét bốn cái đại lượng là Y, UR, cốt phi và UC chúng ta không tính UL bởi vì ở đây ZL thay đổi cho nên nếu tính UL thì cái tử của nó cũng thay đổi bởi vì nó nhân với ZL chúng ta bỏ đi cho nên nhớ là trong trường hợp ZL biến thiên thì chúng ta chỉ tính UC thôi không tính UL và ngoài ra thì còn cái P là U bình phương R trên Z bình phương thì bốn năm cái đại lượng này là biến đổi là giống nhau cái hình dáng của nó y hệt nhau nó phụ thuộc z y hệt nhau và z đều nằm ở mẫu cho nên chúng ta nhận ra cái điều gì khi z mà ra vô cùng thì mẫu ra vô cùng trên đồ thị của nó sẽ xuống không tức là năm cái đại lượng này thì khi z ra vô cùng thì các em thấy đồ thị nó sẽ xuống không z ZL ra vô cùng đúng không vì mẫu ra vô cùng thế bây giờ khi mà z về không thì cái z này nó tăng nhưng mà nó tăng đến một cái giá trị nào đó cho nên là cái này nó giảm đến một giá trị nào đó cái giá trị này ta gọi là giá trị tới hạn đi được chưa thì Z nó ứng với cái này, các em chỉ cần thay cái Z này vào các đại lượng này các em sẽ tính được cái giá trị đây. Và cái đồ thị này thực ra nó có thể là một trong năm cái thằng này, được chưa nào? Thì ở đây cái lúc ZL bằng cái ZC chiếu xuống đây thì nó thẳng như này và cái chỗ này là là cái các đại lượng này là năm đại lượng này thầy gọi chung là cực đại thì khi Z bằng R, các em thay Z bằng R vào các biểu thức này các em sẽ tìm được giá trị chỗ này, đúng không? Và tương tự như vậy từ chỗ này mà giống ra thì là với y nhỏ đến y cực đại này mà lớn hơn cái y tế hạn chỗ này chúng ta luôn tìm được hai cái giá trị là ZL1 và ZL2. Đấy, thì ZL1 và ZL2 này quan hệ với nhau như thế nào? ZL1 cộng ZL2 bằng 2 ZC các em ạ. Có biết tại sao không? Bởi vì đây là cái parabol này, cái parabol này, đúng không? Parabol này thì chúng ta sẽ có là cái đây giống ra thì chúng ta sẽ có giá trị đây là x1 cộng x2 thì bằng 2 lần cái trừ b trên 2a này. Chúng ta sẽ có quan hệ là ZL1 cộng ZL2 bằng 2 ZC. Được chưa? Như vậy nếu có cái đồ thị này và từ đây giống ra thì ta có mối quan hệ này được chưa Ngoài ra chúng ta sẽ có là cái y tới hạn này Thì chúng ta cho cái ZL1 bằng 0 thì ZL2 nó bằng ZC thôi đúng không À ZL2 bằng 2 ZC Chứ là cái Z tới hạn này nó bằng 2 ZC Đấy. Thì chúng ta sẽ có ngay là ZL tới hạn bằng 2 ZC Và như vậy các cái số liệu này mà nếu mà đưa lên đồ thị thì sẽ rất là hay Bây giờ chúng ta thử một cái ví dụ nhé Cho trường hợp ZL biến thiên Là đặt điện áp xoay chiều có U bằng 200V Lên hai đầu mạch RLC nối tiếp Thay đổi L thì công suất tiêu thụ điện năng toàn mạch phụ thuộc vào ZL Như trên đồ thị Ở đây người ta cho đồ thị phụ thuộc ZL Người ta không cho đồ thị phụ thuộc L Đồ thị phụ thuộc L thầy sẽ dạy trong một bài khác Đấy. Nó khá là na ná nhau nhưng mà chúng ta tách ra Tìm P mắc, Như vậy thì ở đây chúng ta có cái P tới hạn này trong đạt cực đại là Pmax chưa biết này xong xuống đây. Thì ở đây có ZL tới hạn bằng 80 ohm đúng không? Thì chúng ta phải tính Pmax như thế nào? Thì theo lý thuyết vừa rồi chúng ta biết là chỗ này phải là ZL bằng ZC vì có cộng hưởng. Đấy. Thì chúng ta sẽ thấy ngay thực ra 80 này là bằng hai lần ZC nên chúng ta có thể nhầm ngay ra ZC bằng 40 đấy nhé. Pmax này thì khi cộng hưởng là bằng Imax bình phương R bằng U bình phương trên R. Đúng chưa? U ở đây biết rồi. Như vậy muốn tính Pmax chúng ta cần R lớn nữa, đúng không? Cần R lớn nữa. Thì chúng ta thấy là đây ZL tới hạn bằng 2, ZC bằng 80 trên ZC bằng 40 như thầy vừa nói xong, đúng không? Và chúng ta có P tới hạn ở đây bằng U bình phương R trên Z bình phương mà Z chỗ tới hạn này thì nó sẽ bằng là căn của R bình cộng ZC bình cho nên là cái biểu thức này nó sẽ U bình phương R trên R bình cộng ZC bình. ZC biết rồi, U biết rồi. Cái giá trị 400 này lắp vào đây. Như vậy chúng ta sẽ tính được cái R lớn thôi, đúng không? Tính được là biết phương trình chúng ta tính được R lớn hoặc là bằng 80 ôm hoặc là là bằng 20 ohm. Đấy. Và khi mà R lớn bằng 80 hoặc 20 thì chúng ta thay vào cái P max chúng ta tính được giá trị P max 1, đây R có rồi U rồi thì bằng là 500 W. Và chúng ta tính được P max 2 là bằng 2000 W. Như vậy cái mạch này thì P max có hai khả năng là 2000 W hoặc là 500 W đấy. Và khả năng nào cũng có thể xảy ra. Ta thêm một bài nữa nào, đặt điện áp xoay chiều lên hai đầu mạch RLC nối tiếp và thay đổi L thì hệ số công suất mạch điện phụ thuộc vào ZL như trên đồ thị, xác định K0. Thì các em biết là có năm cái đại lượng mà có sự biến đổi theo cái ZL nó giống nhau Từ ở đây người ta cho là hệ số công suất cốt phi nhé Thì cốt phi này là nó từ giá trị K0 đây nó chính là K tới hạn này mà Nó lên cực đại, cực đại này bằng một Không cần phải điền thì các em biết là hệ số công suất tại cái điểm cộng hưởng nó bằng một Xong nó xuống chỗ này, đúng không? Và từ đây nếu mà có một giá trị là 4 trên căn 17 giống ra đây Thì chúng ta sẽ có một cái ZL1 là bằng 20 ôm và ZL2 bằng 40 ohm thì bây giờ chúng ta cần phải tìm cái giá trị K tới hạn này. Đấy, thì chúng ta dựa vào những kiến thức thầy vừa trình bày. Chúng ta biết là ở giữa đây gióng xuống đây là chúng ta có ZC là cái điểm cộng hưởng. Thì cái lúc ZL bằng ZC này thì chúng ta sẽ có là ZC quan hệ như thế nào? Thì đầu tiên chúng ta biết là K bằng R trên căn của R bình cộng ZL đến C tất cả bình cái đã. Đây là hệ số công suất của cái toàn mạch đúng chưa? Thì ở đây cái K0 này là cái giúp ZL bằng 0 chúng ta thay vào thì chúng ta có K0 bằng R trên căn của R bình cộng ZC bình được chưa nào? Và ở đây chúng ta biết là cái ZC mà quan hệ với cái ZL1 và ZL2 này như lúc nãy thầy vừa nói là ZC bằng hai lần ZC bằng ZL1 cộng ZL2. Từ đây kem tính được ZC bằng 30 ohm. Đấy ZC biết rồi. Như vậy để tính được K0 chúng ta cần R nữa. Thì để tính R này chúng ta dựa vào cái số liệu còn lại là 4 trên căn 17 ở đây, đúng không? Thì chúng ta sẽ thấy là gì? Chúng ta lấy một trong hai giá trị là 20 hoặc 40 này chúng ta thay vào thì chúng ta sẽ có cái K bằng 4 căn 17. Ở đây K biết rồi, thì chúng ta lấy cái giá trị 20 nhé thì chúng ta sẽ có r trên tan r bình phương và cộng zl ở đây bằng 20 mà trừ đi zc ở đây bằng 30 đưa xuống thì bằng 4 trên căn 17 thì chúng ta bình phương hai vế lên chúng ta giải phương trình chúng ta tính được r bằng 40 ohm và r bằng 40 ohm ở đây chúng ta thay vào đây thì chúng ta sẽ thấy được ngay là nó sẽ bằng là 40 trên căn của 40 bình cộng 30 bình bằng 0,8 Vậy thì cái K0 tức là cái hệ số công suất tại điểm tới hạn này lúc ZL bằng 0 thì nó sẽ bằng 0,8. Đấy. Thôi phần này chúng ta thế thôi Chúng ta sẽ nghiên cứu sang cái mục tiếp theo là ZC biến thiên Khi C biến thiên Thì các em biết là cái lúc mà ZL biến thiên thì chúng ta bỏ UL đi Đúng không? Thì bây giờ khi ZC biến thiên thì chúng ta bỏ UC đi Chúng ta lại xét UL Bởi vì lúc bây giờ UC thì có cái ZC nó nằm ở mẫu Thì nó sẽ không đồng dạng với các cái kia Thế bây giờ như này Z là như này Các bạn biết rồi và chúng ta sẽ đưa cái ZC này ra bởi vì ở đây C biến thiên cho nên ZC nó biến thiên cho nên chúng ta có cái tam thức bậc hai mà biến là là zc. Thì ở đây chúng ta có căn của zc bình phương trừ 2zl nhân zc cộng với r bình cộng zl bình, đúng không? Đấy. Và từ đây thì chúng ta vẽ cái đồ thị của z phụ thuộc vào zc thì nó như nào? Đây là cái tam thức bậc hai trên khi lấy căn thì cái hình dáng của nó cũng kiểu như tam thức bậc hai, tức là nó như này. Đấy. Đúng không? Nhưng mà zc nó dương cho nên là cái phần mà zc âm chúng ta bỏ đi. Đấy. Và ở đây các em biết là cái chỗ mà zc là bằng ZL này thì cái Z là nó cực tiểu đúng không? Từ B trên 2A mà. Tức là trừ đi từ 2 ZL trên trên 2. Thì chúng ta sẽ có ZC bằng ZL là cực tiểu và lúc mà Z đạt cực tiểu ở đây là khi cộng hưởng với Z bằng R. Thế còn cái chỗ này là tới hạn thì cái Z là nó bằng căn của R bình cộng ZL bình khi mà ZC bằng không Đấy. Thế còn khi ZC ra vô cùng thì Z lại lên vô cùng, đúng chưa? Cái đây là rất căn bản. Và cái cái ZC0 này tức là cái lúc mà mà cực tiểu đây thì nó đúng bằng ZL cho nên thầy ghi luôn ZL ở đây. Đấy. Và bây giờ như này, khi mà xét các cái biểu thức đồng dạng thì chúng ta sẽ có y bằng u trên z, cos phi này bằng r trên z, ur bằng u nhân r trên z và ul bằng u nhân zl trên z. Ở đây chỉ có zc thay đổi trên z thay đổi nhưng mà zl không đổi. Thì bốn cái này nó sẽ đồng dạng vì mẫu số đều là z hết, còn cái tử số của nó chỉ khác nhau giá trị thôi chứ nó không thay đổi. Và cái P là bằng U bình phương R trên Z bình phương thì ở mẫu là Z bình phương mặc dù là cái sự gầy gò hoặc độ dốc của đồ thị nó khác với bốn thằng này nhưng cái hình dáng kiểu của nó thì nó sẽ giống bốn cái này bạn nào học toán đều biết là cái dạng đồ thị của một trên x hay là một trên x bình phương là cái dáng là khá giống nhau đúng không như vậy thì chúng ta dựa vào cái z này thì chúng ta có thể suy luận được ra cái sự phụ thuộc của năm cái đại lượng này theo theo cái zc thì phụ thuộc như thế nào chúng ta vẽ đồ thị mà cái trục này lại gồm với ip ur ul và cốt phi và đây là zc thì chúng ta thấy khi ZC bằng ZL ở đây Thì Z nó cực tiểu cho nên là cái năm cái đại lượng này Đại lượng nào cũng được Thì nó sẽ đặt cực đại ở chỗ này Đúng không? Và khi Z này nó lên vô cùng Thì mẫu ra vô cùng trên là đồ thị nó sẽ tiềm cận xuống không ở đây Thế còn khi mà Z này nó tăng lên một cái giá trị Thì ở đây là cái đại lượng này nó sẽ giảm xuống một giá trị tới hạn ở chỗ này và cái giá trị cực đại của năm cái đại lượng này nó đạt được khi ZC bằng ZL ở đây. Và nếu như mà chúng ta À, thay zc bằng zl là lúc cộng hưởng thì z nó sẽ bằng r cho nên là cái đại lượng i cực đại tức là năm cái này đại cực đại thì việc thay z bằng r vào các biểu thức bên này thì các em sẽ có được cái cực đại và cái đó rất là dễ đúng không bây giờ nếu như mà năm cái đại lượng này tức là cái i này nó nằm trong quãng là từ tới hạn này trở lên thì các em mà giống ra các em luôn tìm được hai giá trị của zc tương tự như lúc nãy và hai cái giá trị này nếu mà các em giống lên đây thì các em cũng sẽ thấy mối quan hệ ở đây là ở đây chúng ta có x1, x2 và đây là x0 và trừ b trên 2a đúng không? Cho nên chúng ta có x1 mà cộng x2 thì bằng là là ở chỗ này là trừ b là hai lần trừ b trên 2a. Tóm lại là chúng ta sẽ có zc1 cộng zc2 là bằng hai lần zl. Đây là đặc đặc tính của cái tam thức bậc hai ở bên trong cái z này. Và ở chỗ này còn cái gì nữa? Cái chỗ tới hạn này thì các em chỉ cần cho một cái zc bằng 0 vào đây. Thì cái zc2 nó sẽ đúng bằng cái zc tới hạn ở đây. Như vậy chúng ta thấy ZC tới hạn nó sẽ bằng 2 lần ZL đúng không? Nó giống như lúc nãy là ZL tới hạn bằng 2 lần ZC Thì ở đây cái cụm này là những cái biểu thức mà các em cần phải nhớ Và cái bài này các em cũng thấy là vì ZC và ZL là trục hoành Và nó khá là rõ ràng và dễ Cho nên là ở trong đề thi đôi khi người ta cho các em cái đồ thị mà phụ thuộc Z Chứ người ta không cho đồ thị phụ thuộc trực tiếp vào L hay là C Bởi vì cho L C nó sẽ phức tạp hơn và thầy phải dạy trong một bài khác Bây giờ chúng ta thử áp dụng vào một cái bài tập xem nhé Đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng 120V U lớn đây Và tần số không đổi lên hai đầu mạch RLC nối tiếp Thay đổi C thì thấy công suất toàn mạch phụ thuộc ZC như trên đồ thị Đấy Đây Tìm P -mark. Thì như vậy ZC ở đây thì cái P này là toàn mạch nó tăng lên Và nó sẽ giảm xuống như này Thì cái chỗ này giá trị P ở đây còn đây là giá trị P tới hạn Và từ P tới hạn này giống ở đây các em cho có cái ZC tới hạn ở đây đúng không Đấy thì bây giờ tìm được Pmax là tìm cái này. Thì chúng ta biết là cái Pmax này khi mà Zc bằng đúng ZL đây. Và mối quan hệ là thằng ZL này nó sẽ bằng một nửa cái cái Zc tới hạn này cho mà xem, đúng không? Thì ở đây chúng ta có Pmax là bằng I mắc bình phương nhân R thì đây là khi cộng hưởng. Cho nên nó bằng U bình phương trên R. Đấy. Thì vấn đề là U thì biết rồi, 120 V, còn R bằng bao nhiêu thôi. Thì chúng ta dựa vào đây là C tới hạn, Zc tới hạn bằng 2 lần ZL bằng 120 Chính chúng ta có ZL bằng 60 ôm Đúng chưa? Zl chỗ này bằng 60 Ω và chúng ta có P tới hạn thì bằng U bình phương R trên Z bình phương. Mà Z này lúc bây giờ Zc bằng 0 trên nó bằng U bình phương R trên Z. R bình phương cộng Zl bình phương bằng 96. Đây, số 96 này. Được chưa? Thì chúng ta thay cái gì? Chúng ta thay Zl bằng 60 Ω vào đây. Chúng ta thay U này là bằng 120 V vào đây. Chúng ta biến đổi nó có biểu thức là 120 bình phương nhân R trên R bình phương cộng 60 bình phương là bằng 96 W và giải cái phương trình này chúng ta tính được r bằng 30 ohm hoặc r bằng 120 ohm. Đấy. Thế bây giờ thì thay từng cái r này vào đây chúng ta sẽ có p max. Thứ nhất là bằng 120 bình phương trên 30 bằng 480 w Giá trị thứ nhất. Và chúng ta có được p max 2 là bằng 120 bình phương trên 120 bằng 120 w Thế thì ở đây hai cái giá trị p max này đều chấp nhận được và tùy vào cái câu hỏi với bốn đáp án a b c d người ta đưa ra bằng bao nhiêu mà các em chọn cho nó phù hợp là được. Ta sang một cái bài nữa, đó là đặt điện áp xoay chiều có giá trị hiệu dụng và tần số không đổi lên hai đầu mạch RLC nối tiếp. Đấy. thay đổi C thì thấy điện áp hiệu dụng UL trên L phụ thuộc vào giá C. Như vậy UL này các em biết là nó cũng chỉ có Z ở mẫu của nó là thay đổi thôi. Như trên đồ thị xác định giá trị của U0. Như vậy UL này thì nó sẽ đi là từ giá trị tới hạn ở đây là U0 mà lên cực đại xong xuống đây, đúng chưa? Và bài này cho rất là nhiều số liệu. Ở đây là cho U mắc là bằng 200 này, mắc này cho một cái giá trị bất kỳ ở đây, u0 là chỗ này cần phải tìm. Và ở đây chúng ta sẽ có là ZC1 ở đây và ZC2 ở đây làm sao tính được u0. Thì cái đồ thị này các em đã quen rồi. Chúng ta sẽ có UL bằng U nhân ZL mà ở dưới là Z. Được chưa nào? Và ở đây thì u0 thì là khi ZC bằng 0, đúng không? Chúng ta thay vào. U0 nó bằng là U nhân ZL trên căn của R bình cộng ZL bình. Thì vấn đề ở đây là U thì chúng ta chưa biết cái gì hết, U chưa biết, ZL các kiểu chưa biết, nhưng mà chúng ta dựa vào các số liệu này. Thì đầu tiên đấy là lưu ý là khi mà ZC bằng ZL ở đây thì cái UL nó cực đại đúng không? Mà ZL ở đây thì các em biết là hai lần ZL là bằng 30 cộng 50 thì chúng ta tính được ngay là 30 cộng 50 bằng 2 ZL và suy ra ZL bằng 40 ohm. Như vậy chúng ta biết được ZL rồi, được chưa nào? Tiếp là cái UMAX này, xem nào. UL mắc này thì khi cộng hưởng bởi vì ở đây C biến đổi thì UL mắc nó sẽ cực đại khi cộng hưởng. Thì lúc bây giờ là bằng bằng Y nhân ZL tức là bằng u trên r nhân zl bằng 40 đấy mà bằng 200. Đúng không? Thì từ đây chúng ta rút ra được ngay là chúng ta có cái u trên r là bằng 200 trên 4 bằng 50 đấy nhé Và ở đây chúng ta có một cái phương trình nữa, tức là đưa cái đưa cái này vào này. Thì chúng ta sẽ có là u nhân 40. Đúng không? U nhân zl mà dưới là căn của r bình này. Cộng zl thì zc ở đây là bằng 30 trừ 40. Đúng chưa? vì chúng ta lấy một cái giá trị ZC ở đây là bằng 30, bạn nào không thích có thể lấy 50 nhưng mà thầy lấy 30 mà trừ ZC bằng 40 ở đây thì bằng 80 căn 5. Như vậy ở đây chúng ta có một cái hệ phương trình là chứa U và R, chúng ta chia cho nhau phát chúng ta tính được R. Thì chúng ta sau đây chúng ta tính được U là bằng 100 V và R bằng 20 Ω, được chưa? Và từ hai cái này thì chúng ta thay ngược trở lại đây chúng ta tính được U0 là bằng 100 x 40 trên 20 bình phương cộng 40 bình phương. Và do đó chúng ta có là giá trị của U0 ở đây là bằng 40 căn 5 V. Đấy. Như vậy là cái đồ thị này là cái mà các em nhìn người ta cho rất nhiều số liệu Nhưng trong cái phần thân bài người ta không cho một số liệu nào hết Các em phải dựa vào các số liệu trên đồ thị để các em tính Như vậy là phần này thầy kết thúc cái bài toán mà ZL và ZT biến đổi Thì uh, các em yêu quý là cái loạt bài này á là thầy bắt đầu dạy sang phần nâng cao một chút Và các em có thể thấy những cái câu tương đối khó Và đa số nằm trong cái khoảng điểm từ 8,5 trở lên hay là trên 9 là chính Mà các em biết là cái đề thi năm 2019 ấy, thì theo cái đề tham khảo hiện bây giờ thì có khoảng độ là 32 câu là ở cái mức 1 và mức 2, tức là mức à, nhận biết rồi mức thông hiểu mà chỉ có khoảng độ 18 câu ở cái mức vận dụng và vận dụng cao. Do đó mà riêng cái mức 1 và mức 2 ấy, nếu mà các em tính đúng theo cái đề thử nghiệm vừa rồi thì các em đã làm được khoảng độ là là 8 điểm rưỡi rồi. Bởi vì sao? Bởi vì là các em làm 32 câu đúng chẳng hạn thì các em có thể là là đoán ngẫu nhiên 8 câu còn lại và nó vẫn có xác suất trúng. Do đó mà thầy yêu cầu các bạn là Mặc dù thầy có thể dạy những cái phần nâng cao nhưng các bạn tuyệt đối không được sa đà vào những phần mà nâng cao nếu như những cái phần bài cơ bản mà các bạn chưa nắm được. Mà chỉ khi nào thấy yên tâm hoàn toàn với những cái cơ bản đó thì các em mới được tập trung vào những kiến thức nâng cao mà thôi. Và trong quá trình học thì thầy đề nghị các bạn là nếu gặp khó khăn gì thì mời các bạn vào website của chương trình là chinh phục kỳ thi vtv7.vtv.vn hoặc là vào Facebook của chương trình, fanpage của chương trình để mà các thầy và các cái anh chị trợ lý sẽ hỗ trợ các em trong quá trình học tập và ngoài ra các em cũng có thể tìm Facebook của thầy Nam hoặc là các cái trang của thầy để thầy có thể hỗ trợ thêm cho các em. thì chúc em học tốt và hẹn gặp các em trong cái bài tiếp theo.